rồi điểm sự sống ca chiếm phần bảy hồ quán tắc kỹ chủ dư mời kép sông ca cũng bất thường 74 75 đắc kỹ chủ dương ca lao kê hồ quản tôi yêu. Quân viết giặc dòng giấy thành trì bắt được chủ dương đem lên vàng quả nương vì tôi giải lại. Nghe bốn bề chiên trống sơn giam khó mong giữ yên chiếc ngai vàng. Nghe đó đây quân sĩ nhà Châu đang kêu gọi chủ dương máu hàng đầu. Ngồi một mình nơi ba lạc đây ngâm non sông mà lệ trăm tuôn dài tổng hút dây số phận ngàn bay. Nhìn ra mặt nàng không thốt nên lời ai sanh ơi trời hai ta rồi nơi chính sông ngân hận muốn nồi lửa dày kinh thành rạng cỏ hoa cầm chai rượu tù mà lấy trầm chăn hòa giang rợn gió ngỡ mờ sông núi na. Ôi nói tiếng chia lìa giả sót đau có một đêm này mà thôi ngày mai sai nhà cách xa rồi nữa. Nổi cơn bão lòng hãy mau rời bỏ cung di tìm nơi lánh nạn khi ở ngoài kia trong nắng đổ liền.
liên hồi. Cạn chén này đây là vĩnh biệt nhau rồi, ngai vàng kia đã đến ngày sắp đổ, gấm dốc cơ đồ cũng điên đảo ngỡ nghiêng. Trời ơi ta có ngờ đâu đây là ngày cuối cùng quan thọ trâu dương, khi tướng sĩ bao quân đã cùng ngã chết dưới chân thành. Giờ chỉ còn ta với đất kỷ tôn nương, bưng chén rượu đào mà tôn rơi nước mắt. Bỏ ta màn phục ngay dưới châu trào, cho đến bọn Nga cũng sớm dội bốn đầu. Ai khanh ơi hãy mau mau tìm đường lẫn trốn, lưu liếng nơi này sẽ mang quá giàu thân. Hãy để cho tắm ngồi một mình mà nhìn gẫm dốc gian sang của thành thang đang chìm đắm trong vùng khói lở, để rồi đắm sẽ liều mình tự xử giữa nơi này mà ta tội trước thần dân. Giây phút vui ai khanh hãy bước lại gần đây, bước lại gần đây để cho ba nhìn rõ dung nhan thiên kiều ba mày kìa kìa. Ai khanh ơi sao đôi phé mắt thu ba cô nàng vô lễ dầm dầm chăng. Đừng khanh khanh đừng khanh ơi khanh đừng khóc nữa mà trăm đức đón rồi. Hỡi người đẹp thiên kiều ba mì, hỡi người ngọc yêu kiều đắc kỷ tôn nương, trầm đã dâng hiến hết cho nàng có cơ nghiệp thành thang, thì nay trầm có thác thành thang cũng là do vậy. Lát nữa đây hoàng cung sẽ chìm trong khói lửa, trăm giới khanh là vĩnh biệt muôn đời. Khanh than thở trăm nghe buồn ngà tim mà dường như tan vỡ. Đêm nay lửa bình đang vào cấm cung hạ, khanh chớ nên kiềm trì hai kia lên đường đào xanh. Bánh chào anh Phan Dũng.
yên nhau lần cũ rồi à tìm nơi tránh xa dầm hiểm nguy. Ôi nhìn cảnh đau binh đánh tan tác ra rơi. Mẹ hãy trước cửa hộ quân của nhà tư trùng trùng điệp đi. Cảm ơn anh Thanh Dũng, chị bộ nhiệt nha. Lòng chi nữa hãy đi đi kẹo tánh mạng chẳng an toàn. Không, anh hãy đi 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 mà. Rồi. Xin chân lên chung rồi đau mẹ ta, chạy tìm nhau trong
xa nhau muôn đời rồi, nơi trướng hoa cùng bao đêm ăn ngay đã theo gió mây xa rời. Mấy đêm con nương, bây giờ ta nhảy vào vàng tham, ta nương chơi cho tôi dài rồi. Trụ dương cũng dạy gái. Mới giải gái mới chết gái đấy.